Có không anh? Mập đó. Nắm lên này nha cả nhà. Tay tay này nha cả nhà. Như đây nữa này nha. Như kỳ quá thơm luôn anh Tư. Có nè, kéo nè, cắt cái cây không thấy à? Thấy à? Quay mà chứ tôi chưa có nhổ mà. Nắm bự chứ. Bự chân. Đây đem giò ra bước. Vậy nó đỏ luôn á. Những cây kia ăn. Còn dưới con lên nấu á, mưa đúng mấy con sùng con thấy nó giúp cái cho mày nắm đã quá nha cả nhà. Lực lượng kim lên lúc tăng, nó chưa quẩn đây lên lúc tăng gì. Này mấy cái hai cây đó luôn anh Tư. Đó. Đó là cái mà. Nắm lên tới đầu gấu anh em không chịu chạy nha. Không có mạng đó. Nắm lên tới đầu gấu không chịu chạy à. Nay mới thấy đất đỏ mới có. Nhổ mấy tay đó luôn em đi xuống đây các em. Đây ngổ nữa nha cả nhà. Có đây mớ nè nha. Chú lại trên đây nữa nè nha cả nhà. Trên đây nữa nè. Được mớ nữa nè nha. Để mình đi vòng vòng mình dẹt ra xong rồi quay cho cả nhà cùng xem nha. Đó nè, nắm nè. Tay nhỏ tay hen. Tay bự ghê. Ừ. Đây nè, tao lấy cho lố đầu luôn. Được mấy cây à? Đất cái gì mau mơ một chiếu là mừng quá nhất lâu lắm mà tao mới thấy mày nha. Nhắn lên.
nó nóng như vậy á. Mưa đang quang hết đi. Nhưng đất cát một mảnh á. Đất cát một quá mạnh rồi. Ừ, đất đỏ chưa đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mới điện hả? Mới. Ai điện anh? Điện phở là lửa đang quay vậy. Tính luôn. Tính luôn chắc cũng được ký đó. Anh mới làm được ổ ký mấy này nha cả nhà. Để em quay cho cả nhà cùng xem nha. Lên ha. Đỡ cái búp. Ừ được ơi. Quá đã luôn nè nha cả nhà. Ừ, vậy mà anh hay không điện em. Vậy mà anh hay không điện em. Đáp chủ yếu em đi quay mà. Quá đã luôn nha cả nhà. Bố anh hai đúng điểm luôn á. Đúng này nha cả nhà. Anh nhổ bằng tay hả anh hai? Tính là hợp với anh hai rồi. Nói chung đi nắm này nó ham lắm nha cả nhà. Gặp được ổ nào nó ham. Bên này anh nhổ hết hơn hả? Một cái đồ gấu anh em không chịu chạy gì hết á. Ham hết trơn. Không có gì ham bằng cái này.
búp ngon lắm nha cả nhà. Búp với đậu dù không mày nha. Trong nấm tràm trong kia toàn là nấm tràm quá trời giống á. Có. Mình thấy một phỉnh rộng lắm. À, đã luôn nha cả nhà. Em xem clip thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký nha, để em có thêm động lực làm video cho anh em xem tiếp nha. Nói chung đi nấm này nó gặp được ổ nụ bự bự được khoảng 2 kg 3 kg gì nữa, ham lắm nha cả nhà. Bữa nay em mới lên clip cho cả nhà xem nha. Bữa giờ nói chung công việc em cũng nhiều quá, em cũng không có lên clip cho cả nhà xem nha. Cả nhà thông cảm cho em nha. Rồi. Giờ em xin ngừng video đây nha. Chút nữa em gặp nữa em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Bịch này chắc cũng được 2-3 kg gì nha cả nhà. Được 3 kg á. Rồi giờ em đi tiếp, có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Thành quả của em bữa tối hôm nay nha cả nhà, chắc cũng cỡ được 2 kg à. Hơn 2 kg. Không tính 2 kg mấy hả? Nắm búp không à nha cả nhà? Búp thì nói búp đi cho anh em nói sớm sớm, anh sao khó cãi quá. Nắm lên tới đủ gấu này anh em còn chạy. Em xin kết thúc clip đây luôn nha. Mong cả nhà xem clip thì cứ ủng hộ em, cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để em có thêm động lực làm video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà nha.